đúng rồi. đó, hai chân trắng nào, giờ mình hàng hàng xuống cái chân trắng nào luôn. Lúc trước nó sáng mà giờ nó lu câm hả? Ừ, giờ nó luôn đương bực bực như vậy cái nó luôn cầm luôn Dạ. hai cái như vậy nè, Hai cái này cũng giống nhau luôn. y hệt luôn, Đó, sáng giờ đó. luôn cầm à nè, thấy chưa nè, rồi bực bực cái nó lên nó dán nè Có cái nào nó sáng không? hả. Cái này nó à, lúc trước nó sáng mà giờ nó lùi vậy đó ha. Ừ, giờ nó luôn vậy đó. Đốt lâu chưa? Trời ơi, bóng đèn này con cho nè, Con cho nhưng mà đốt lâu chưa? lâu rồi Lâu rồi nó xuống lumen rồi bà ơi. phải không, Nó xuống lumen rồi. lâu rồi tự nhiên vậy nó Nó xuống xuống đó. lumen rồi. Em coi cái hình nè, cho ánh sáng một chút rồi nè. Nó đâu có hư gì đâu. Thì không có hư gì mà điều nó lưu thôi Nó xuống chứ. lumen đó. Nó lâu rồi, mình đốt nó lâu rồi nó xuống lumen. Nó Ở nghĩ đó là nó nó dán giảm. ở ngoài đây nè, ngoài cửa Nó nè, giảm tu giảm tuổi thọ. phải không? Dạ. Nó không được phải không? Giảm tuổi thọ. Giảm tuổi thọ đâu có sửa được. Cứ để vậy xài thôi. Thì nó lu thôi chứ không gì hết. Dạ, để tôi ha. Mình muốn cho nó sáng nữa mà thì nó sáng nữa thì nó mau chết. Thì mình bỏ mấy con led này nè. Mình bỏ hai con này mình câu nó qua luôn. Bỏ hai con đi. Nhiều con này mình bỏ qua luôn. Bỏ hả? Câu qua luôn. Ừ. Rồi tắt hai con này với mấy con kia nó sáng lên. Ừ. Nhưng mà làm gì nó mau chết lắm. Thì cái mụ nó bỏ mử. Bỏ mử. Vậy thì ba có mua hàng không? Hả? Có mua hàng không? Có. Có mua hàng bây giờ. Giờ bóng đèn này là bóng đèn Cũng như giảm là lumen rồi mình nè. bỏ rồi đó. Rồi bây giờ tách nó ra, là bà lấy mua hàng đi, lấy chì hàng qua đây, từ đây câu qua đây luôn. Chì câu luôn thử sáng hơn không? Phải không? Hả? Ừ. Chỉ vậy thôi. Còn không? Gì? Đây luôn ngày đấy còn đó nha. Còn của con Mua hàng này còn xài được không? được 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 kỳ hồi đó Chị ha, chị này chị tốt à. ừ chị đó mua Nhà hàng đó là hàng qua. Bóng đèn nó giảm lumen được bây giờ một cũng bỏ phải không? bỏ bỏ nó hai cái nữa bỏ Bây giờ nè, để bật cái đèn này sáng lên. rồi ổ điện nó cắm chỗ nào? Trên đó được không ạ? Được, mà để lấy cái dây Lấy dây ha. bật cái đèn này cho sáng lên. Bây giờ mình sẽ làm cái bóng đèn này cho nó sáng lên chút. Rồi ừ bây giờ nó hồi nãy nó sáng gì, bây giờ nó sáng hơn là ba biết phải không? ừ Rồi ok, để con làm cho. Rồi cắm mô hàng vô, đợi mô hàng nóng lên. Với ở sau này Sao cái ha. ừ rồi Bây giờ ví dụ như là cái này nè, nó cấp ra là cái dòng của nó là khoảng 1 ampe đi, nhưng mà bây giờ mình tháo hai con này ra, mình câu nó bỏ nó hai con, bỏ hai con mà lại sáng hơn. Nghĩa là tại sao? Tại vì cái con này là ngày xưa nó ăn là 3V một con đi, bây giờ mình bỏ này ra thì nó ăn lên 3,5V một con. Nghĩa là hai con này nó chết rồi thì thức ăn nó còn nhiều để nó ăn đó, điện nó còn ăn, nó ăn mấy con này nó ăn nhiều thì nó sáng lên, nó chỉ vậy thôi. Nhưng mà còn nó thì nó chia đều ra thì nó không sáng. Chia đều Đó, không sáng. giờ mình thử đợi mở hàng cho Thử nó nóng lên cái thử ra sao. thử đấy. Mà sao bóng 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 này là bóng bóng cũng giống nó luôn nè. Thì giống đó thì hai cái con cho đó. Cái này nó bị hư nè, nó không sáng được đâu, hoặc là nó đứt luôn rồi đó. Giờ ba cắm cái này coi coi nó lên luôn nè, để con cắm thôi. Dẫn Đứng mà bàn được không ta? vô. Không. Không được hả? Được, được, đứng dậy đi, đứng dậy, nhầm gì. Rồi chặn vô, con tắt cái này hả bà? Ừ. À, nó vẫn sáng nè. Thì nó sáng sáng À, vậy thôi đấy, chứ nó sáng trắng luôn á. nó mất hai con này rồi nè, mất hai này hổm, nó sáng sáng trắng nha. Ừ, nó sáng trắng luôn á. Hai con đó nó giống như là nó nói tắt quay luôn vậy đó. Rồi bây giờ nhiệm vụ mình là sửa bóng nào trước các bạn. Bây giờ sửa bóng nào trước? Bóng này nó sáng đầy đủ hết mà nó cũng mờ, mà bóng này là bóng nó sáng, nó sáng cũng để thiếu hai con mà cũng mờ. Bây giờ mình tách hai con này ra trước này ha. Ok, giảm luôn mày.
Yeah, bà cầm máy quay con đây, vậy đi, đó, cầm vậy đi ha. Rồi, rồi, rồi. Lấy móng tay luôn nè, móng tay ha, giờ kiếm con nào nó mình tách luôn. Ừ. À, đây con này đây ha. Ừ, ai biết là đi. Tách luôn, đó, tách luôn. Rồi thấy cái trắng trắng là thấy không? Thấy, 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 đúng rồi. Đó, hai trắng trắng nè, giờ mình hàng, ừ. Hàng xuống cái trắng trắng đó luôn. Ừ. Rồi. Ok, sát vô chúng ha. Đây. Thấy rồi, thấy à. Rồi. Đó, từ gần luôn. Đó. À, rồi, 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 rồi. Hàng qua luôn. Ừ. Để cho nó tăng cái điện lên. Ừ. Giờ để cắm thật sự nó sáng hơn rồi. 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 Để bà đánh đi, con cắm nha. Rồi bà gọi lên đây nè, con cắm luôn nha, nó đá. Bật cái dưới. Sáng không? À, ừ. Rồi, rồi. Đó, vậy rồi. Phải rồi, được rồi. Quá, quá sáng đúng không? Quá sáng. Rồi, được nhiêu được ha. Ừ, vậy được rồi. Quá dữ luôn. Rồi, điểm quan ngủ. Dài ha. Rồi, ừ. Vậy là được rồi ha. Vậy được rồi đó, tốt rồi. Tốt vậy rồi. Thôi, đơn giản thôi. Rồi, bây giờ tắt đi. Quá sáng luôn. Ừ. Đây các bạn thấy nè. Đó, sáng rực luôn. Ừ, sáng nhiều. Đây con tắt cái này cho đi. Gỡ lên. Đó, rồi còn cái nữa ha. Rồi cái này ba làm được không? Không. Không hả? Làm luôn đi. Làm sao vậy? Thôi, làm luôn đi. Làm luôn ha. Luôn ha, vậy bây giờ giờ gắn cái này lại cho các bạn xem nè. À, nó sáng yếu xìu à, nó chớp chớp rồi ha. Ừ. À, nhìn nó sáng yếu xìu à, chớp chớp à. À, nó chết hai con này nè, đó. Rồi bây giờ mình làm luôn. Làm luôn, làm luôn. À, im ha, im im im. Rồi, rồi bây giờ ba cầm cái này luôn ha. Rồi, rồi vậy đi. Rồi, đây nắm cái này bật lấy tay, lấy ngón tay nè. Ừ. Nếu mà ai không có ngón tay á thì lấy cái con díp cái gì cũng được, díp gì cái tắt ra là nó ra cái này nè. Đúng rồi. Thấy, thấy, thấy. Đó, nó ra cái đó đó. Ừ. Đây nè, tắt cái ra cái này nè. Ừ. Hai con này vô. Hai con luôn. Nhưng mà cái này mình chữa cháy thôi nha ba ha. Ừ, chữa cháy, chữa cháy, chữa cháy. Để dành khi nào mà nó hư hỏng cái này kia mình lấy ra mình đó. Ừ, lấy ra được. Nó cũng không bền lắm chút. Ừ. Chữa lửa. Đúng rồi. Thí dụ mà giờ lưu quá rồi làm hai bóng nữa hả? Lưu nữa là làm hai bóng nữa. Khoan, để lấy cái kia. Khoan. Dạ. Để lấy cái bóng đèn kia. Còn nữa hả? Còn. Trẻ nhiều ý hả? Trẻ hai bóng nữa. Rồi. Dạ, cái này ba lên ba để đi hả? Ba lên ba bấm đi. Để coi chừng bể nha ba. Kiến á, này kiến. Không, rồi kiến không bể đâu. Tắt cái lát cái đi à. Rồi bật lên cục đó. Sáng nè. Sáng rực luôn ha. Ừ. Quá sáng luôn, sáng rực luôn. Được ha. Được rồi. Ôi mẹ. Rồi, vậy ba biết cách làm rồi đó. Rồi. Ba chắc chưa xem video con mà. Chưa, không có. Chưa xem lần nào hả? Được. Khoan, còn. Còn nữa hả? Còn. Nhiều như vậy? Để đi. Để đi, khoan. Một năm mấy rồi, mới về. Ừ.
về khu này thì dính nè. Ấy à, bà dính nè, hai bóng nữa hả bà? Ừ. Ở đây ngoài đi. Cái này nó rửa tay cái. Nó lưu luôn. Dạ. Cái này nó lưu. Để lưu hả? Ừ. Rồi. Để coi này nó lưu. Biết này. Cứu được hai bóng không? Biết cứu được hai bóng này nó sao? Thì không biết. Chuyện nó tính sao đi. Được không được thì trời. Được không được cái được rồi chơi chơi. Được thì để còn được thì thôi. Nhưng mà bà làm gì phải cẩn thận điện nha, nhớ dò mấy dây này có bị nứt không nha. Biết, biết. Rồi nó giật, con mang dép mới làm. Đứng, ngồi trên đây là làm được nè. Biết, biết. Đó, sáng mà. Này nó luôn căng mà, giờ cho sáng thêm chút nữa được không? Sáng chút nữa hả? Ừ. Con thấy gì cũng ổn lắm rồi đó. Thấy không? Ừ, cũng ổn lắm rồi đó, được. Được phải không? Dạ, được, đừng đừng. Cái này nó có 20W. 20W vậy được rồi bà ơi. Được phải không? Được rồi. Thôi được. Nó lù quá thì mình hãy làm. Ừ. Cái đó còn xài được, không sao. Rồi. Còn cái này? Cũng vậy đó. Thôi vậy thôi, hai cái này khỏi sửa. Ừ. Nó 20W mình đòi hỏi nó nhiều quá sao được. Rồi, thôi, này 20W nè. 20W nè. Còn mấy kia nó lưu á thì mình làm cho nó lên vậy. Như cái bóng ở ngoài giờ nó lưu căm dòm thử coi. Nó lưu căm mà hai cái bóng ngoài á, bóng nó 20W á. Bóng này thì này chừng nào nó lưu chút xíu nữa hả ba ơi. Hả? Lưu chút xíu nữa mình nó làm được chứ còn cái này nó còn sang được. Dạ, làm nữa nó chết á. Thôi không được thôi. Rồi, cái này cũng còn sáng, sáng rực đây rồi. Ừ, nó cũng sáng vậy thôi hả? Dạ. Thì nó còn vậy thôi. Được. Rồi, vậy là rút có hàng đi, rút có hàng đi. Các bạn, có một cái kiến thức về điện tử một chút xíu thôi, mình đi tới đâu mình cũng có thể giúp đỡ được rất là nhiều. À, vui không? Nhậu luôn á. Kiếm một chuyện làm luôn hả ba ha? Ừ. Kiếm chuyện làm là nhậu quá. Có xe.